Luyện tư duy với BB. Vậy thì bản chất của cái cách nhân này là gì? Và để đi tìm bản chất của nó thì mình sẽ khái quát hai số có hai chữ số này thành hai số là AB và MN. Và chúng ta biết bản chất của AB chính là 10A cộng B. Bản chất của MN ở đây là 10M cộng N. Sau đó chúng ta sẽ nhân phá ra. Cụ thể là để thực hiện phép nhân đa thức với đa thức thì chúng ta có 10 với 10 đây chúng ta sẽ có là 100 AM. 10A N cộng 10B M và cộng BN. Và chúng ta dễ dàng thấy ở đây vẫn là 100 AM. Và ở đây chúng ta thấy rằng là chung 10 nên là chúng ta sẽ đặt 10 ra ngoài làm nhân tử chung. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng là ở đây sẽ là ba cái nhóm số. Và để có thể dễ hình dung hơn nữa thì ở đây thì sẽ chia cái kết quả ra thành hai phần và mỗi phần là có hai số. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng là bản chất của việc là chúng ta nhân hai số có hai chữ số, tức là hai số và mỗi số có hai chữ số đấy, thì chúng ta sẽ thu được một số mà có tối đa là bốn chữ số, phải không? Thì ở đây thầy chia sẽ thành hai phần. Đây là bốn vị trí để tương ứng với cả là bốn số và sẽ chia thành hai phần. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây sẽ là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn. Và nhìn vào đây chúng ta thấy ngay là BN đấy, tức là B nhân N, tức là nó ở hàng đơn vị và hàng chục, B nhân N. Và tương tự chúng ta thấy 100AM. 100AM ở đây tức là gì? Chúng ta thấy rằng là có hai số 0 ở đây nên chúng ta sẽ điền AM vào hàng trăm và hàng nghìn. Bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn thu được cái số mà kết thúc là hai số 0, phải không? Hai số 0 tức là 1, 2 và AM sẽ được điền vào tiếp theo. Tương tự chúng ta cũng thấy 10AN cộng BM. Chúng ta thấy ở đây có 10, tức là chúng ta sẽ điền AN cộng BM bắt đầu từ hàng chục trở đi. Bởi vì ở đây có 10 rồi, tức là một số 0 rồi, nên là chúng ta sẽ điền từ hàng chục trở đi. Cụ thể ở đây sẽ là AN cộng BM. Tại sao thầy ở đây thầy viết ba chữ số? Bởi vì khi AN cộng BM sẽ tối đa tạo ra số của ba chữ số. Đấy, ví dụ như chúng ta thể thế bằng việc là chúng ta điền AB với MN là những cái số lớn, ví dụ như khoảng 89, ví dụ 88 nhân 99 chẳng hạn, hay 89 nhân 98 chẳng hạn, thì ở đây chúng ta sẽ thu được số ba chữ số, tức là chúng ta sẽ phải điền từ hàng chục đến hàng trăm và đến hàng nghìn. Đấy, vậy là bản chất của cái việc chúng ta nhân hai số và hai chữ số theo cái cách mới thì không phải, mà ở trên mạng đưa ra rất là nhiều. Thì ở đây thầy đã giải mã cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại có cái cách nhân như thế này. Đó là rất là đơn giản.
đó là việc chúng ta dùng bản chất của nó, chúng ta nhân ra, và lúc đó nó xuất hiện những số mà có hai số 0, một số 0 và không số 0, và chúng ta bố trí sẵn ở đấy, và từ đó chúng ta dễ dàng thực hiện được phép nhân mà nhiều người trông rất là lạ mắt và tạo được sự hấp dẫn